bánh kem, bánh lanh, bánh donut, bánh trung thu. Những chiếc bánh trông rất thơm ngon, đẹp mắt, lại hoàn toàn không dành cho người mà là cho những vị khách đặc biệt này. Với mong muốn các thú cưng sẽ có những chiếc bánh kỷ niệm dành riêng cho mình để những dịp sinh nhật, lễ Tết, Giáng sinh thêm trọn vẹn bên chủ nhân. Chị Nguyễn Thị Mai Lý, 28 tuổi, ngụ thành phố Thủ Đức, đã cùng hai người bạn của mình là Trần Thanh Trúc và Đỗ Trung Hiếu quyết định nghỉ công việc văn phòng để mở tiệm làm bánh, phục vụ riêng cho chó mèo. Để tạo nên những chiếc bánh thành công, cả nhóm đã mất gần một năm để nghiên cứu công thức, chọn lựa các nguyên liệu phù hợp với khẩu vị dành cho thú cưng. Khi những sản phẩm đầu tiên ra lò, cả nhóm cho các thú cưng dùng thử. May mắn tất cả chủ nuôi đều có những phản hồi tích cực khi thú cưng của mình rất yêu thích sản phẩm và không gặp vấn đề gì về sức khỏe. Hiện tại, ngoài phục vụ dòng bánh chính là bánh kem, tiệm còn có các loại bánh ngọt khác như donut, cookies, cupcake dành cho các bé chó. Và các loại bánh bông lan cá, bánh lanh, bánh tiramisu phù hợp với chế độ ăn của mèo. Sự khác biệt lớn nhất của bánh dành cho thú cưng và bánh dành cho người là nằm ở thành phần. Ví dụ một cái bánh kem của người sẽ có cái cốt bánh là cốt bánh bông lan và nó có thể là có đường hoặc là sữa đặc. Còn đối với bánh cho thú cưng sẽ có cốt bánh là thịt và rau củ. Về phần kem bên ngoài, đối với cái bánh bông lan thường mình thường thấy thì sẽ là whipping cream hoặc là topping cream. Tuy nhiên thì bánh cho thú cưng thì mình sẽ không sử dụng được những cái đó vì nó có nhiều đường, thì mình sẽ thay bằng khoai tây và phô mai. Và đặc biệt là khi mà trong cái quá trình chế biến thì tiệm sẽ không sử dụng đường, muối, gluten hoặc là chất bảo quản để đảm bảo an toàn cho các bé, cũng như là những cái thức ăn mà có thể là nó sẽ tốt cho người nhưng mà đối với các bé thì lại không tốt, ví dụ như là quả bơ, quả nho, sô-cô-la thì tụi mình cũng sẽ không thêm vào trong cái thành phần của bánh dành cho bé. Mùa trăng tròn năm nay, nhóm ba người bạn cũng đã cho ra mắt các dòng bánh trung thu dành riêng cho thú cưng với đủ các loại nhân xịn sò như thập cẩm tôm thịt, thịt bò spinach, sò điệp cá hồi, gà sốt táo, gà áp chảo sốt mật ong và heo hấp ổi hồng. Để tìm ra công thức bánh trung thu phù hợp dành cho chó mèo, cả nhóm đã mất khoảng 2 tháng để tìm tòi, nghiên cứu và thử nghiệm. Để hoàn thành một chiếc bánh trung thu dành cho thú cưng thì thực ra nó cũng phải trải qua những cái giai đoạn nó chuẩn chỉnh như là một chiếc bánh trung thu dành cho người thôi. Và nó khó khăn là nó nằm ở cái giai đoạn đầu tiên khi mà tụi mình phải chọn lựa những cái nguyên liệu thay thế như thế nào đó để làm nên phần nhân bánh nè, phần vỏ bánh để các bé ăn vẫn an toàn, không gây hại sức khỏe. Sau đó mình sẽ thử nghiệm với những cái định lượng phù hợp. Sau đó mình sẽ chọn ra cái mức tiêu chuẩn để mình làm thành từng chiếc bánh. Bước đầu tiên là tụi mình sẽ chuẩn bị những cái phần nguyên liệu tươi giống như là rau củ nè, các loại thịt, các loại hải sản trong các vị bánh. Sau đó thì tụi mình sẽ tiến hành làm vỏ bánh với lại bột yến mạch, khoai lang, bí đỏ, cà rốt, vân vân. Rồi tiếp theo là tụi mình sẽ như bánh trung thu bình thường sẽ vò viên lại, rồi bọc cái phần nhân bằng vỏ bánh, rồi sau đó chúng mình sẽ tiến hành tạo hình bằng những cái màu sắc của bột rau củ và tạo hình bánh trung thu, và cuối cùng là sẽ nướng bánh thì nó sẽ cho ra lò một cái mẻ bánh nướng rất là thơm ngon. Để hoàn thiện một chiếc bánh, cả nhóm đã dành 24 giờ từ lúc mua nguyên liệu đến khi cho ra thành phẩm. Dù là bánh dành cho thú cưng, nhưng tất cả đều được tạo hình rất tỉ mỉ và trang trí đẹp mắt. Ngoài ra, để đảm bảo chế độ dinh dưỡng phù hợp cũng như là đúng sở thích cho những vị khách đặc biệt, tiệm cũng sẽ tham khảo những thông tin từ chủ nuôi trước khi bắt tay vào việc chọn lựa nguyên liệu cũng như lên ý tưởng thiết kế bánh. Mô hình này rất là mới, tại vì trước giờ em cũng nuôi nhiều năm rồi nhưng mà lần đầu tiên em nghe là có bánh dành riêng cho thú cưng. Cái bánh ở đây rất là bắt mắt, các bạn làm rất là đẹp, rất là chỉnh chu, nhìn rất là dễ thương. Lại nghe mùi rất là thơm nữa, như bánh của người vậy. Đặc biệt là mấy bé cuốn với mèo nhà em rất là thích. Thì em thấy những cái bánh dành riêng cho thú cưng này nó sẽ có lưu lại những cái kỷ niệm như là những cái dịp như là trung thu hay sinh nhật này kia, mình sẽ có những cái bộ ảnh lưu niệm với lại những cái phần quà nhỏ nhỏ cho bé thú cưng nhà mình nữa. Một chiếc bánh ra lò chất chứa bao tâm huyết, sự tỉ mỉ, tình cảm của ba người bạn trẻ. Tất cả đều hy vọng những chiếc bánh không chỉ cho các bé chó mèo thêm một bữa ngon miệng, mà hơn hết còn lan tỏa thêm tình yêu thương dành cho động vật, xem thú cưng như là một người bạn, một người thân.